vườn lâm tỳ ni đần thế tôn đạn xanh, hoa vừa ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng như lai diệt thắm sân si sáng soi đào vàng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin lạy người. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối xin lạy người. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính. Vườn lâm tỳ ni đần thế tôn đạn xanh, hoa vừa ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng như lai diệt thắm sân si sáng soi đào vàng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin lạy người. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính. Nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính. Thành ca tỳ là về, tất đạt đa thái tử con vua tình phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, hương chúng xanh lạc lõi trong kiếp luân hồi. Rồi mùa thu bên thành ca tỳ là về, tất đạt đà quyết chí xuất gia tập đà. Lìa vua cha lãnh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu sầu.
chính bạch chưa đôn thiền lâm chứng minh như sư quý vị đại biểu khách cùng toàn thể quý vị phật tử nhân dân. Trước hết cho con phép con là Việt Hùng và Tâm An là những người thực hiện chương trình ngày hôm nay xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được thay mặt cho anh chị em ca nghệ sĩ thực hiện chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị toàn thể quý vị cùng nhân dân một lời chào lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất và chúc cho quý thầy được pháp thể bình an, và một lần nữa xin được chúc cho nền văn nghệ chúng ta được thành công. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân. Kính bạch chư Phật đức, kính thưa quý vị, vào giờ phút trang nghiêm này, ngài gieo ánh sáng toàn đạo tràng, hồn thiên sông nước cũng hội tụ về đây. Và để mở đầu cho buổi lễ, chúng con xin được cung thỉnh tôn đức đồng khởi thân, kính mời toàn thể các quý vị cùng đứng dậy niệm Phật cầu gia bị, xin được cung thỉnh thượng tọa chứng minh khởi niệm. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn quý vị chúng ta cùng giữ nguyên vị trí trang nghiêm của mình và đồng hướng về lễ đài để làm lễ chào cờ. Xin mời. Xin mời quý thầy cùng toàn thể quý vị chúng ta cùng đồng an tọa. Kính thưa quý vị, Phật về mở cửa vô minh, khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành thêm hoa. Hàng năm cứ mỗi độ tháng tư âm lịch là hoa sen bắt đầu nở, báo hiệu một Phật đàn lại trở về. Với tất cả những người con Phật năm châu bốn biển cảm thấy ấm áp, hân hoan, mừng đón ngày đàn xanh của Đấng Tử Phụ. Và hòa trong không khí vui tươi đó thì ngày hôm nay chùa Linh Quang, thôn Quyết Tiến, xã Văn Côn, huyện Ái Đức, thành phố Hà Nội long trọng chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024 để chào mừng ngày Đức Phật đản sinh. Và chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu các thành phần tham dự của chúng ta ngày hôm nay như sau. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin được trân trọng và giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tiến Đức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hoài Đức, trụ trì chùa Linh Quang, trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Giác Hào,
trụ trì chùa Sùng Quang. Về phía Ủy ban Nhân dân xã xin được trân trọng và giới thiệu có sự hiện diện của ông Màu Văn Luân là Bí thư Đảng ủy xã Vân Côn. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Vũ Văn Hải, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Về phía chính quyền địa phương xin được trân trọng và giới thiệu quý vị có sự hiện diện của ông Nguyễn Đắc Tám, Bí thư chi bộ trưởng thôn Quyết Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Hoàng Thị Lý, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quyết Tiến. Xin được trân trọng và giới thiệu các ông, các bà là cấp ủy địa phương, các ban ngành đoàn thể địa phương thôn Quyết Tiến. Dạ vâng, và đông đảo hơn cả là tất cả các quý bậc Phật tử xa gần cũng đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để nồng nhiệt chào đón. Kính bạch quý thầy, thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày Phật đản, Đức Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều gửi bức thông điệp chúc mừng Phật đản cho toàn thể đạo tràng trong cả nước. Chính vì thế ngày hôm nay, giờ này chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Tiến Đức, trưởng ban tổ chức sẽ cùng lên sân khấu đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin được cung thỉnh. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý khách quý, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Côn, các cấp lãnh đạo địa phương của địa phương và bà con nhân dân của thôn Quyết Tiến và thập phương xa gần. Nam mô A Di Đà Phật. Xin để được đọc bức thông điệp của trưởng lão hòa thượng pháp chủ đệ tứ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng chứng minh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn dương lịch 2024. Thông điệp: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ly sư, đại đức tăng ly, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, mùa Phật đản Phật lịch 2568 lại trở về trong không khí hân hoan của người con Phật khắp năm châu, muôn người đều hướng về đại lễ với tất cả tấm lòng trí thành kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc đạo sư ra đời vì hạnh phúc an lạc của chư thiên và loài người. Với chúng ta, đại lễ Phật đản hay ngày tam hợp kỷ niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã vị tha, đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực, chuyển hóa nỗi đau, nỗi khổ đau cá nhân, kiến tạo môi trường an lạc cho vạn loại chúng sinh. Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn cả đã khổ đau càng thêm đau khổ. Hận thù tiếp nối hận thù, con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Nguy cơ của vũ khí hủy diệt đang đe dọa khắp hành tinh thân yêu của chúng ta, hủy diệt sự sống của nhân loại. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng chân kính và nỗ lực thực hành những lời dạy quý báu
của Đức Thế Tôn trong việc xây dựng một thế giới an bình, nhân văn, đạo đức. Mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, tôi kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, tịnh hóa tâm thức, chuyển hóa tam độc, tham sân si, thành tam vô lậu học giới, định tuệ, kiến tạo chánh báo, trang nghiêm thanh tịnh, để hình thành y báo hòa bình, an lạc như kinh Duy Ma Cật đã dạy, tâm bình, thế giới bình. Kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi kêu gọi chư Tăng Ly và quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan, mỗi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sinh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, tôi mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình an lạc. Kính chúc chư tôn Đức Tăng Ly, quý đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các thiện sự trong ánh hào quang của Đức Thích Ca Từ Phụ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đạo hiệu Thích Chi Quảng ấn ký. A Di Đà Phật. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được thành cẩn kính tri ân phần tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa rồi của Thượng tọa Thích Tiến Đức. Và một lần nữa xin mời quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng thay cho lời cảm ơn đến quý vị. Và ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt của mình về phía bên ngoài của chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng chứng kiến những màn pháo hoa thật tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời. Chư Tôn Đức, thưa toàn thể quý vị, mùa Phật đản lại trở về với tất cả những người con Phật hân hoan chào đón ngày Đức Phật đản sanh. Theo thông lệ hàng năm, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều gửi diễn văn chúc mừng đến cho Chư Tôn Tăng Ni và đồng bào Phật tử cả nước. Giờ này, chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Hào, trụ trì Chùa Sùng Quang lên đọc diễn văn Phật đản. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Đạo Tràng Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, chư vị đại biểu, lãnh đạo, quan khách cùng toàn thể quý vị đồng bào Phật tử hiện tiền. Sau đây con đại mệnh chư tăng lên để tuyên đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con xin được tuyên đọc ạ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự, diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 của trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Túc Hòa thượng, Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, nhân ngày Phật đản thay mặt Hội đồng Trị sự, tôi xin gửi
tới toàn thể chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng đại hoan hỷ, đại an lạc. Kính chúc tất cả quý vị mùa Phật đản an lành dưới ánh hào quang phổ độ chúng sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca tôn kính. Kính thưa quý liệt vị, Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 năm nay diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm về trước, từ ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Nhìn lại chặng đường lịch sử đó, Phật giáo Việt Nam tự hào đã góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc, góp phần làm nên bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam với các thế hệ chư tăng tham gia phong trào cởi áo cà sa khoác chiến bào. Năm 1947, đó cũng là minh chứng lịch sử tiếp nối hào khí Đông A thời Trần của Phật giáo Trúc Lâm của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng chính là minh chứng hiện thực cho hạnh nguyện cao cả của các bậc Bồ Tát đi vào đời thường, phát tâm đại nguyện như trong luận Đại Trượng Phu nêu rõ: Bồ Tát hy sinh tất cả, đại thí cứu người, người cứu vớt người thì bố thí tất cả, có gì là khó. Người ấy là người tối thắng của muôn loài, là người hướng dẫn muôn loài đạt được sự an lạc. Người ấy là con người của từ bi, nên hy sinh tất cả mà không ngần ngại. Người ấy là người chân thật cứu người, cứu đời. Kính thưa quý liệt vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương vĩ đại nhất phản chiếu ánh sáng của lòng tri ân đối với cuộc đời của một con người. Đức Phật đã dạy các đệ tử rằng tri ân tổ quốc là điều thiêng liêng nhất. Một người có lòng tri ân, họ sẽ có tất cả. Một người không có tâm tri ân, họ sẽ mất tất cả. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình thịnh vượng, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mỗi chúng ta cần phải biết ơn và trân trọng, tri ân và báo ân đối với sự hy sinh thiêng liêng của biết bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Phật, tăng ni phải đề cao trách nhiệm giữ vững kỷ cương và làm tròn bổn phận của mình, góp phần xiển dương chánh pháp, bảo vệ niềm tin, tỏa sáng đạo màu đến khắp nhân gian. Các cấp giáo hội tập trung tổ chức tốt kỳ an cư kết hạ Phật lịch 2568, nêu cao tính kỷ cương, trách nhiệm hành trì giới luật để trang nghiêm giáo hội, ngõ hầu báo đáp tri ân công đức sâu dày của chư vị tổ sư tiền bối. Tăng ni các chùa, cơ sở tự viện đổi mới sáng tạo trong phương thức hướng dẫn tín đồ Phật tử phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội thông qua việc tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử hè năm 2024, giúp cho các bạn trẻ trở thành những người con ngoan trò giỏi, học tập tiến bộ, giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Thiện hữu nam nữ Phật tử, làm người công dân tốt, gắng sức tu tập, luôn tinh tấn trau dồi đức hạnh, dứt bỏ tham, sân, si, thói quen mê lầm, phiền não, nỗ lực tu tâm dưỡng tính để thân tâm được an lạc, thanh tịnh,
được hưởng hạnh phúc nơi cuộc đời và bước lên con đường giải thoát trong tương lai. Như vậy mới không phụ công ơn của Đức Thích Ca Từ Phụ đã hiện thân ra nơi đời thuyết pháp độ sinh. Đó mới chính là đóa hoa tâm thành kính dâng lên Đức Phật trong ngày lễ Ven Sắc trọng đại này. Kính chúc chư tôn Đức Tăng Ni, quý đồng bào Phật tử, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự, lợi đạo ích đời trong tinh thần xương minh đạo Pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày đại lễ Phật Đản Ven Sắc năm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Hòa Thượng, đạo hiệu Thích Thiện Nhân, ấn ký A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân phần tiên đọc diễn văn vừa rồi của Đại Đức Thích Giác Hảo, chủ trì chùa Xuân Quang. Xin chân thành cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị khán thân mến, về tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng con xin được trân trọng và giới thiệu đến quý vị có sự tất cả các sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay để đem lời ca tiếng hát những lời chúc tốt đẹp nhất cho chương trình. Và ngoài những lời ca tiếng hát những lời tốt đẹp đó thì còn có những lãng hoa và quà để chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Và ngay lúc này chúng con xin được trân trọng và kính mời Đại Đức Thích Tiến Thượng Tọa Thích Tiến Đức sẽ cùng lên sân khấu để nhận những lãng hoa và quà của các vị đại biểu khách ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng và kính mời Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Côn có lãng hoa để chúc mừng. Ngay lúc này xin được trân trọng và kính mời ông Mậu Văn Luân và ông Vũ Văn Hải để đại diện cho ban lãnh đạo xã sẽ cùng lên sân khấu để có lãng hoa để chúc mừng. Xin mời. Và xin mời quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng nữa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được cảm ơn đến ban lãnh đạo của xã Vân Côn có lăng hoa để chúc mừng. Xin được thành kính tri ân. Dạ vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Giác Hảo, trụ trì chùa Trùng Quang cũng có lăng hoa để chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Để chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Giác Hảo, trụ trì chùa Xuân Quang. Và tiếp theo xin được trân trọng và kính mời cán bộ và nhân dân thôn Quyết Tiến có lãng hoa để chúc mừng. Xin được trân trọng và kính mời các ông các bà là ban lãnh đạo địa phương sẽ cùng lên sân khấu ạ. Thật lớn thì chúng ta cùng thay cho lời cảm ơn đến quý vị. Và một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được thành kính tri ân những lãng hoa của quà của toàn quý vị đã đến đây để chúc mừng cho đêm ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thượng Tọa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, hôm nay Phật đàn lại về thành đô cho đến thôn quê rộn ràng, thành tâm thiết lập đàn tràng, dâng hoa cúng Phật đàn tràng chứng minh. Và ngay lúc này đây, những đóa hoa thơm ngát, những điệu múa, những lời ca do các Phật tử chùa Linh Quang xin được dâng lên Ngài. Và ngay lúc này xin được trân trọng và kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên dâng hoa đến từ những Phật tử chùa Linh Quang. Xin được quý vị. Cho nơi nơi yên vui khắp chốn ánh sáng.
bên bên kia. Em giới thiệu mầm non rồi để cho mầm non. Và làng sen quê cha xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải gặp lại dòng sông đêm trắng cha đọc thơ gặp lại tuổi xuân đi nghe hát ở đò đưa Hồ Chí Minh người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm Hồ Chí Minh người để lại quê hương nỗi nhớ không thôi đi giữa ân tình giữa bát hát hương sen một người đi xa ngàn người mong đợi và ngàn năm không quên xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ hướng cánh vọng xưa ru tiếng ngọt ngào đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ gặp tình người người trong trang nguyện du gặp lại vị quê quê trong hương thơm mùa thu Hồ Chí Minh người là sông Lam như sông Lam trắng cạn Hồ Chí Minh người là màu hoang sen tỏa mát hương đời Bác Hồ người là tình yêu và trong trái tim nhân loại cả cuộc đời bác đã chăm lo cho hạnh phúc nhân dân cả cuộc đời bác đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải gặp lại dòng sông đêm trăng cha đọc thơ gặp lại tuổi xuân đi nghe hát ở đò đưa Hồ Chí Minh người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm Hồ Chí Minh người để lại quê hương nỗi nhớ là quê hương như sông Lam trắng cạn Hồ Chí Minh người là mùa hoa sen tỏa ngát
Một lần nữa xin quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho các bé mầm non Vân Gona được không quý vị ơi? Hôm nay mừng ngày Giáng sinh, trần gian mừng đấng Cha lành. Người từ cung trời đâu xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma-sa nằm mơ voi trắng mây ngà, sinh ra người đi bảy bước. Chân người sen trắng tơ hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà thông thường thiên hạ, độc tôn suy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa, sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm thái tử đi xa, dạo chơi trong cõi ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư, vào ra tâm trí thuần thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đình tu. Một hôm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nàng người bao đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ dưới đôi đầu, tâm lượng kim cương vất hoài, tìm ra Phật đạo nhiệm mong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà, tình danh chỉ còn cao cả, từng bừng mơ mọi liên hoan. Tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đình tu. Một hôm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nặng người bao đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ dưới đôi đầu, tâm nguyện kiên cương bất hoại, tìm ra Phật đạo nhiệm mong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà,
vinh danh chỉ còn cao cả. Tưng bừng bớt hỏi liền hoa, vinh danh chỉ còn cao cả. Tưng bừng bớt hỏi liền hoa, vinh danh chỉ còn cao cả. Tưng bừng mắt hỏi liền. Con giữ tranh niềm nghĩa trong từng giây phút
Nam mô Đại Từ Đại Bi.
chẳng ưu vì xin hỏi quý thầy cùng toàn thể quý vị quan khách chúng ta thấy những ca khúc vừa rồi thế nào, có hay không quý vị? Nếu quý vị thấy hay những chào pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có lẽ để ngày hôm nay để chương trình nó được thành công hơn nữa, những người ca nghệ sĩ múa đẹp hơn nữa, hát hay hơn nữa, đó là một phần rất lớn, đó là phần âm thanh, ánh sáng rồi sân khấu của công ty tổ chức sự kiện và tiệc cưới nét Việt tại quê hương chúng quyết tiến chúng ta. Và một lần nữa xin mời quý vị dành những chào pháo tay thật lớn để chúng ta cùng thành kính và tri ân được không ạ? Dạ vâng, và chúng ta sẽ chân thành cảm ơn một số chùm các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và đặc biệt là ca ngợi Đức Thế Tôn. Xin chân thành cảm ơn những tiết mục rất tuyệt vời, rất đặc sắc vừa rồi. Kính thưa quý vị, bằng những tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị, và ngay lúc này thì để cùng tiếp tục đến chương trình ngày hôm nay, xin gửi quý vị những ca khúc tiếp theo để dành tặng tới quý thầy cùng toàn thể quý vị. Tiếp theo xin được trân trọng và giới thiệu đến quý vị ca khúc Múa Hạnh Nguyện Quan Âm trình bày Phật tử chùa Linh Quang. Ca khúc Phật Cửa Phật Từ Bi thơ Mạc Giang, nhạc Quỳnh Hoa trình bày Phật tử Tơ Ban. Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang trình bày các bé thiếu nhi Phật tử chùa Linh Quang. Ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La sáng tác Thuận Yến trình bày Phật tử Hồng Nhung. Niềm An Vui trình bày đội văn nghệ chi hội người cao tuổi thôn Quyết Tiến Phật tử chùa Linh Quang. Ca khúc Phật Đang Trong Ta sáng tác Vũ Ngọc Toàn trình bày Việt Hùng Tơ Ban cùng tốp múa Phật tử chùa Linh Quang. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Quảng Pháp Hoàng Thệ Nguyện. Nam Mô Vô Quái Ngài Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Nam Mô Trú Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam Mô Vọng Nam Nham Cầu Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ
Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị nguyện. Còn niềm vui giải thoát đến đi ai.
trước Phật đài, bước chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, cõi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật đài, bước chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, cõi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài, Phật ân vì diệu mong hào tỏa chiếu muôn phương anh.
2000 năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời. Chúng sanh và loài khắp nơi từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng. Từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng. Thế giới tình lạc bình an, trí niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn. Ngàn năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời. Chúng sanh vạn loài khắp nơi từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng. Từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng. Thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mới còn thấm hương. Lý Thái Tổ đã mở đường, Thăng Long thành có các tường và nơi. Tri ân Việt Nam Phật giáo sát người hào quang. Lý Thái Tổ đã mở đường, Thăng Long thành có các tường vạn ân. Trần Nhân Tông vì anh quân, giữ nước rừng nước tiến dần vào đàn. Tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang, là dân Việt lòng tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào
trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bám chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương đàn cháu nhỏ chúng thu gửi cho quà. Bác thương đoàn dân quân đêm nay ngủ ngoài rừng. Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi người muôn vàn. Trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời rất thanh cao, không cần chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Ban đêm giá lạnh, bác đêm mùa xuân về giấc hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời. Bác như vì sao sao sáng xưa trời bao la. Như cánh chim không mỏi trời quê hương, xin gắn sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin gắn sâu ơn người trong tâm hồn. Thank you.
ẩm. Phật đang trong ta từ khi biến nhiễm tâm liên thần. Phật đang trong ta buồn nỗi biết đâu đi. Phật đang trong ta bàn tay nắng với muôn mang ai. Phật đang trong ta từ khi đây xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi đây mà tan ra đi. Phật đang trong ta miệng không nói biết câu thì đi. Phật đang trong ta bạch mắt chưa tra từ bi. Phật đến trong lòng con, Phật đi chưa tìm đâu, là vì lòng ta đang mê nào nề. Thầy quyết tay chưa về, đẹp ta những đam mê. Phật đang trong ta vừa rồi đã khép lại chương trình ở buổi chương trình văn nghệ để chúc mừng cho đại lễ Phật đản của chùa Linh Quang thôn Quyết Tiến ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn đến các quý thầy cùng toàn quý vị quan khách đã có mặt trong buổi ngày hôm nay để chúng ta cùng chúc mừng cho cái đêm văn nghệ ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc cho quý vị chúng ta một mùa Phật đản vui vẻ và hạnh phúc, và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng.
ngay lúc này xin được trân trọng và kính mời quý vị chúng ta cùng giữ nguyên vị trí của mình để chương trình buổi lễ Phật đản chính thức sẽ được bắt đầu. Và ngay lúc này xin được trân trọng và kính thỉnh đại thượng tọa Thích Tiến Đức sẽ cùng điều hành. Xin mời ạ. Mời các quý vị khởi thân đứng dậy. Ông chia hương cho ông ở bên kia cầm hương. Mọi người cầm hương dâng hương ngồi đầu. Vâng ạ, xin mời tất cả quý vị quan khách cùng với Phật tử chúng ta cùng trở về chính giữa của lễ đài để chúng ta cùng làm lễ. Xin mời. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính, làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiến cố xa biển khổ, nguồn mê chóng quay về bờ giáng. Tiên hai kim cư vì Việt Nam quốc, Hà Nội ngoại thành Hoài Đức huyện Vân Côn xã Quyết Tiến thôn. Đầu Vũ Linh Quang từ kim thần đệ tử chúng con. Tỳ kiều y tăng y cầm thiện nam tín nữ, yêu bà tắc yêu bà di cầm trên nạ thiện nạ não ông thái ông lão bà con nhang chư đệ tử chúng đằng thập phương. Tiến đê mừng ngày khánh đàn, khất cầu bản tự hứng long, gia lội bình an khang thái. Giới hương đỉnh hương dư tuệ hương, giải thoát giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đại biện pháp giới, cung giảng thập phương vô lượng Phật. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Ông thu hương cắm vào các cái rượu hoa này. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tử phụ, ư nhất niệm quý lăng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán than nước kiếp mạc lăng tận, lăng lê sở lễ tinh không tịch, cảm ứng đạo giáo lan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diễn, tiếp tục quy mệnh lễ chí tâm định lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vĩ nai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chí tâm định lễ. Nam mô Sa Bà giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sinh di nặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm định lễ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại lực đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp này mầu nhiệm dân cao sâu, ư kia muôn đời chưa dễ gặp, nay được thấy nghe được thụ trì, con thể giải nghĩa chân như Phật. Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chuyển Pháp Luân tôi được nghe rằng một thời Thế Tôn trú ở vườn Nai gần Ba Lại. Bây giờ Thế Tôn gọi năm tỳ khiêu đến dạy thế này: có hai thái cực người tu lên chánh, một là khoáng lạc ngũ dục, hai là khổ hạnh em xác hành thân. Hai con đường lại đưa đến hậu quả hủy hoại thân tâm. Con đường Như Lai đã tìm ra được là đường trung đạo chánh, đem hết thì thái thoát an vui. Có tam chi phần nhận thức chân chính: tỳ chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, chú ý chân chính, định tâm chân chính, chính trung đạo lại đi đạt được trí tuệ giải thoát an lạc. Lại các tỳ kheo, giác đạo là gì? Chính là con đường đối diện khổ đau mà nhận thức được nguyên nhân sinh khổ. Vì muốn thoát khổ tìm ra nguyên nhân đau, do vậy nhận thức đa điểm khởi đầu phát đời tư duy ươm mầm trí tuệ soi sáng tất cả ngôn từ hành động sinh kế duyên cần niệm, giúp cho hành giả xa lanh ràng buộc thoát an vui. Này các tỳ kheo, có bốn sự thật người tu phải thấy: nguyên nhân sinh khổ, sự thật hết khổ, con đường thoát khổ, bốn sự thật ấy. Tứ diệu đế này các tỳ kheo, sự thật thứ nhất là hiện tượng khổ sinh già bệnh chết, buồn giận ghen tức no lắng sợ hãi thân vòng khổ lão, chia cách người thân chung đụng kẻ ghét tham nam bám víu. Sự thật thứ hai, nguyên nhân sinh khổ vì tâm mê muội, không thấy không biết bản chân thân tâm cội nguồn tự sông, nên bị ngọn lửa tham đắm giận hờn ghen tương sợ hãi thân vọng buồn chán đốt cháy hành ngã. Sự thật thứ ba, chấm dứt giáng thấy rõ biết do sự thật bản thân về đời sầu lão tan biến phát sinh thì nàng. Sự thật tứ tư, con đường thoát khổ gồm bán chi phần Như Lai thành trong mọi thời gian, và bốn sự thật cần phải thấu hiểu siêng năng thực hành dễ sớm đạt được liên bàn giải thoát. Thế Tôn thuyết giảng bài pháp đầu tiên Phật dạy xong, thậm chí bừng sáng liêm được vị thoát thoát nạc nhãn thì kiếm dẫn kinh cần vâng giữ lôi chuyển xứng tụng kinh chuyển pháp luân. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đàn, một dạ vui mừng cúi đầu nể thờ Vương Tam Thế Điều Ngữ Như Lai, cùng thánh hiền tăng cùng cần pháp giới chúng sinh, bởi thiếu duyên đành thấy đều xa đọa tham sân, quên hẳn đường về tình ái si mê. Tu trong lục đạo trăm giây, phiền não nghiệp báo không cùng lay, nhờ vận tổ lăng nhân rủ lòng lân mẫn, không lỡ sinh ninh thiếu vung nặng. Hồi đêm dài tâm tối đuông tuệ giảng soi, nguyện kêu muôn loài khắp cùng phương tiện xa bà thị hiện thinh trùng thọ sinh thánh ma ra mộng ứng điểm nành. Phụ sinh con thảo 32 tướng tôn đồng từ ai cường thuần trí xuân trần quá mạnh ai vàng quyên tranh tìm nỗi xuân ra sáu lăm khổ hạnh rừng già bảy thân nghiêm tịnh thiền tòa chứng thành đạo quả. Ba cõi đều dạy tiếng hoan nghênh muôn vật thay nhờ ơn tế độ chúng con, nguyện dứt bỏ dục tình oan cố thực hành đứng tính quang minh cúi xin vật tổ giám thành từ bi.
con cùng phàm giới chúng sinh trong thành đạo quả. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản. Con nay tâm gọi Đức Như Lai, bậc trí trang nghiêm công đức đầy. Cõi trược chúng sinh nỉa ế nhiễm trọn nên pháp thân pháp vốn không hai. Phật không sinh ở ca tỷ na cũng chẳng qua đời. Xa na sống chết thong dong lào quải ngại bậc siêu thanh. Diệt xa kia trăng tròn vế sắc cảnh sinh tươi mừng tất đạt đa xanh cõi đời. Dòng múa lượn quanh phun nước tắm hoa sen nở ngát dưới chân ngài. Án mâu ni tam mâu ni sa bà hán mâu ni tam mâu ni sa bà hán mâu ni tam mâu ni sa bà hán. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Mời các mời nhạc lên để mọi người lên tắm. Thank you.
nào.